Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, sáng sớm nay, không khí lạnh ở phía Bắc đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi của nước ta. Trong ngày hôm nay, khối khí lạnh này tiếp tục dồn xuống và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên hôm nay ở Bắc Bộ sẽ có mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ giảm, cao nhất ngày sẽ là khoảng thời gian từ sáng và trưa với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 14 cho đến 17 độ. Không khí lạnh tăng cường, gió đông bắc tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn tiếp tục là tác nhân gây mưa cho các tỉnh miền Trung. Thậm chí từ đêm mai trở đi, Trung Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Trung Bộ. Bên cạnh những cơn mưa thì từ đêm mai nền nhiệt ở Trung Bộ cũng giảm đáng kể. Trời chuyển rét đậm ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh với mức nhiệt dao động từ 13 cho đến 17 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời trở rét trở lại với mức nhiệt cao nhất trong ngày, không nơi nào vượt quá ngưỡng từ 19 cho đến 21 độ. Với các tỉnh Nam Trung Bộ, trong ngày mai tạm thời chưa chịu tác động của không khí lạnh mới tăng cường, nhưng nhiễu động gió đông ở đây lại có xu hướng hoạt động yếu hơn. Vì thế, khu vực này chỉ có mưa ở một vài nơi, ngày có nắng gián đoạn và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Nhiễu động gió đông yếu đi cũng khiến cho thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên chuyển tốt hơn với thời tiết ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ trên cả hai khu vực đều có xu hướng tăng nhẹ. Ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ và Nam Bộ có mức nhiệt từ 30 cho đến 32 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, hôm nay và ngày mai ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh với sóng biển cao từ 5 cho đến 7 mét. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.